Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sáng hôm nay trong tâm trạng đầy phấn khởi vui tươi, chúng ta nô nức đến với Hoàng Nguyên để tham dự thánh lễ tạ ơn nhân dịp khánh thành cơ sở mới của phân khoa triết học và tu đức thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhưng nếu ai đã xem qua video lược sử và giới thiệu cơ sở mới của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vừa được ban truyền thông của Đại chủng viện Hà Nội thực hiện và đăng trên YouTube, thì Hoàng Nguyên không chỉ là một nơi để đến, mà Hoàng Nguyên còn là một chốn để về. Thưa cộng đoàn, tại sao chúng ta có thể nói được như thế? Hoàng Nguyên hôm nay là nơi để đến vì sự mới mẻ, hiện đại và tiện nghi của tòa nhà, như chúng ta vừa chứng kiến trong nghi thức thánh hiến, cùng với những trang bị nói theo ngôn ngữ các thầy là xịn sò nhưng mà cần thiết cho việc đào tạo. Có thể nói đây là cơ sở đào tạo chủng sinh mới nhất của cả Hội Thánh Việt Nam tính cho đến hôm nay. Tuy nhiên, Hoàng Nguyên cũng là một chốn để về, vì quả thực sau một giấc ngủ đông khá dài của 74 năm tính từ năm 1950 là thời điểm chủng viện được rời lên Hà Nội, Hoàng Nguyên hôm nay vươn mình trỗi dậy trông thật khỏe khoắn vì căng đầy những năng lượng tích cực. Cơ sở chủng viện Hoàng Nguyên đang và sẽ là nơi đến của nhiều thế hệ chủng sinh từ nhiều giáo phận miền Bắc để được đào tạo bởi một đội ngũ các nhà huấn luyện có kiến thức chắc chắn, có chuyên môn vững vàng, có đời sống chuẩn mực, với những lối tiếp cận đức tin không chỉ nặng tính học thuật, nguyên tắc, nhưng còn có những ý tưởng gợi mở, thực tế, giúp giải quyết những thách đố đặt ra cho việc sống đức tin của người Kitô hữu hôm nay, đặc biệt trong các giáo phận miền Bắc này. Dẫu thế, thưa cộng đoàn, Hoàng Nguyên vẫn cứ là một chốn để về, vì khi đến đây, chúng ta như được sống lại bầu khí sôi động của công cuộc đào tạo chủng sinh một thời, vốn đã được khởi sự bởi những nhà truyền giáo đầy lòng nhiệt thành của giáo phận Tây đằng ngoài, như Đức cha Rato Liêu, hay lòng can trường đầy dũng khí của cha Thánh Ven, cùng với công khó của biết bao đấng bậc khác vào lúc bấy giờ. Thưa cộng đoàn, chủng viện Hoàng Nguyên hôm nay đúng là nơi đến của biết bao giáo án học làm người, biết bao giáo án học làm con Chúa, là nơi của những giờ xét mình, những phút cầu nguyện hay phân định để tập tành tìm kiếm và sống thánh ý của Chúa. Cũng ở nơi đây biết bao nhiêu trang sách triết học được nghiền ngẫm, rùi mài tư duy như một nữ tỳ cần thiết cho chương trình thần học ở những năm sắp tới. Tuy nhiên, thưa cộng đoàn, chủng viện Hoàng Nguyên như chúng ta đang thấy vẫn cứ là một chốn để về, vì nơi đây không chỉ đào tạo chủng sinh chạy theo trường phái của cha giáo này hay tôn thờ khuynh hướng triết học nọ, nhưng là về với chính Chúa Giêsu trong tư cách là thầy đang bảo ban dạy dỗ cả cha giáo lẫn chủng sinh tại đây. Chính nơi đây các chủng sinh được học với thầy Giêsu chứ không phải là một thầy nào khác, để sống đời dâng hiến và nhất là để được đào luyện chuẩn bị cho sứ mạng sau này mà chính Chúa Giêsu ủy thác cho các thầy, như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm: hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ mọi điều thầy truyền cho anh em. Thưa cộng đoàn,
tham dự thánh lễ khánh thành cơ sở đào tạo chủng sinh cho lớp tu đức và khoa triết học hôm nay tại Hoàng Nguyên này. Mỗi người chúng ta như đang được đụng chạm đến một Hoàng Nguyên thật độc đáo, vừa rất hiện đại đáng đến để thấy, nhưng cũng vừa rất truyền thống đáng về để thăm. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin dâng công cuộc đào luyện các tay thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo trên nhiều tỉnh thành của miền Bắc, tại cơ sở này, cho tình yêu và lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa, cũng như cậy nhờ vào lòng quảng đại góp phần của mọi người. Xin dâng lên Chúa tâm tình ấy trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Amen.